Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Đạt. Thì hôm nay trong Dream League Soccer trên kênh Lê Đạt Gaming thì Đạt sẽ đá một trận giao hữu gọi là online. Thì trước khi đá online không biết đối thủ của mình như thế nào, nhưng mà mình phải đá hết mình, cống hiến hết mình và bình luận những câu từ vui hết mình để cho quý vị và các bạn xem. Thì trước hết vô đá Dream League Soccer Online thì quý vị và các bạn đừng quên cho Đạt một like, một subscribe và một chia sẻ để cho kênh của Đạt ngày càng phát triển và để cho tạo thêm cái động lực để ngày càng Đạt ra nhiều video nhiều hơn. Xin Đạt xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất là nhiều. Thì mình vào online. Thì trước tiên vào online, mình sẽ kiểm tra đội hình của mình như thế nào. Thì đội hình của Đạt nhìn là đây, cho nhỏ màn hình xíu. Thì thông thường Đạt đá với đội hình 4-3-1-2, nhưng mà hôm nay Đạt đá 4-3-3. Thì quý vị và các bạn hiểu là đội hình tấn công Đạt chuyên về tấn công như thế nào. Thì Đạt giới thiệu là ba tiền đạo xuất sắc hiện nay là Luis Suarez, Ronaldo và Messi. Ba tiền vệ cũng không kém gì xuất sắc, gọi là đó là Gareth Bale, Pogba và Salah. Và bốn hung thần chấn giữ trước De Gea là Marcelo, Sergio Ramos, Gerard Pique và Dani Alves. Người cung thành người giữ không trong khung gỗ điển trai không ngoài khác là David De Gea. Thì mình vào đội hình như sau. Trong khi chờ đợi thì rồi, chúng ta bước vào trận đấu tiếp theo. Như Đạt đã nói, chuyện trong bóng đá thắng thua không quan trọng. Quan trọng là giúp cho quý vị và các bạn xem video và có nhiều bình luận hay là được rồi. Xin chân thành cảm ơn. Các quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ cho Đạt. Trận đấu bắt đầu. Bước vào trận đá ngoài hôm nay, đối thủ của họ rất là mạnh, khá mạnh. Ronaldo, Silva, Gerard Pique, không được. Ronaldo, Messi, wow, Messi vừa dứt điểm nhưng De Gea đã khước từ bàn thắng của anh. Wow 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 wow, 1-0 cho đội bạn, đúng là như vậy. Đội bạn vừa mở tỷ số 1-0. Không được, Messi không qua được. Họ về đội bạn. Pogba. Pogba rất tốt. Ronaldo. Không được. Pepe vừa cản bóng trước chân của Ronaldo. Lionel Messi. Ferreira. Ronaldo. Không vào. Ronaldo hai quả dứt điểm liên tiếp nhưng không thành bàn. Ronaldo. Hình như đội bạn khá mạnh. Pogba. Không kịp, Lopez ra đúng lúc. Rất tốt. Không được. De Gea. À, việc vị. Bảng đá khá hay và tỷ số lúc này là 2-0. Không
Không được, Ronaldo đã Messi đá quá căng. Bóng đã vọt xa. Và tỷ số hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0. Nếu về Dream Online, quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút chạy Lào để Liên Đoàn FC có sự thay đổi người. Haja thay cho Mohamed Salah, Imbra thay cho Solares và Ozil thay cho Pogba. Trận đấu được bắt đầu. Ba tiền vệ và một tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay đã được thay vào. Ozil. Imbra khá chậm. Marcelo. Không được. Marcelo chuyền bóng cho Imbra nhưng đồng đội của mình không hiểu. Sergio Ramos. Đội bạn vừa phạm lỗi với Sergio Ramos. Người vừa đánh gót cho Messi là Cristiano Ronaldo. Hay quá. Ronaldo. Và Ronaldo đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Pha chọc khe cho Ronaldo rất mẫu mực, đó là Ibrahimovic. Navas vừa nâng tỷ số lên 3-1. Trong pha lúng túng của hậu vệ Lê Đạt FC, đội bạn chớp thời cơ. Rất nhanh. 3-1 rồi thưa các bạn. Phút thứ 70 của trận đấu. Không được, Nani. Ronaldo. Hazard. Messi không qua được. Đội bạn khá mạnh. Hazard. Khe cho Messi. Không được. Ronaldo có bóng. Ronaldo. Chuyền bóng cho Ibra. Cho khe cho Messi. Không vào. Thủ môn đội bạn ra rất kịp thời. Và tỷ số hiện tại là 3-1. 3 phút bù giờ của trận đấu ngày hôm nay. Đúng là như vậy, Lê Đạt FC đã thua 3-1 trước Dream League Soccer Online. Và kết thúc trận đấu ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ cho kênh của Đạt. Xin chân thành cảm ơn.